Thái tử Charles từng cố thử yêu công nương Diana quên tình cũ Camilla nhưng chính điều này đã khiến mọi thứ vỡ tan. Thái tử Charles biết rõ Diana không phải là người con gái mình đang tìm kiếm nhưng ông vẫn nhắm mắt chấp nhận kết hôn và hy vọng mình sẽ cố gắng thử yêu người con gái xinh đẹp này. Cả thế giới đã từng chứng kiến hôn lễ đẹp như mơ giữa công nương Diana và thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Anh trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân khiến hàng triệu người mơ ước ấy lại bỗng chốc vỡ tan tành kết thúc bằng cuộc lì dị tốn nhiều giấy mực nhất từ trước tới nay. Vào năm 1997, cái chết bất ngờ của công nương Diana đã dấy lên làn sóng phẫn nộ nhắm thẳng vào thái tử Charles. Người chồng mang danh bội bạc và bà Camilla Parker, kẻ thứ ba được cho là đã khiến cuộc hôn nhân đẹp như mơ ấy tàn vỡ. Người hâm mộ đều tiếc thương cho số phận bi ai của công nương Diana khi không giành được trái tim của người đàn ông mà bà yêu thương hết mực. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng liệu thái tử Jack đã bao giờ từng yêu công nương Diana chưa hay ông chấp nhận kết hôn chỉ vì sức ép của gia đình. Trong nhiều cuốn sách tiểu sử về hoàng gia đa phần đều có chung nhận định rằng thái tử Jack kết hôn với công nương Diana không phải vì tình yêu mà là do áp lực từ gia đình. Vào thời điểm đó, thái tử Jack đã trải qua hàng chục mối tình sau khi bạn gái Camilla đi lấy chồng. Trước khi quen Diana, người đứng đầu danh sách thừa kế ngài vàng đã từng ngỏ lời cầu hôn với một số cô gái nhưng đều bị từ chối phũ vàng. Chỉ đến khi gặp Diana sau 12 lần gặp gỡ, Jack mới nhận được một cái gật đầu khi ngỏ lời cầu hôn. Tuy nhiên, thực chất đằng sau lời cầu hôn ấy là một tâm trạng lo lắng và bối rối. Trên thực tế, thái tử Jack biết rằng công nương Diana không phải là người bạn đời mà ông mong muốn vì cả hai đều có nhiều sự khác biệt. Vì vậy, cha của thái tử Jack, hoàng thế Philip đã gây sức ép lên con trai vì Diana là sự lựa chọn hoàn hảo vào thời điểm đó của Jack. Trước khi hôn lễ được cử hành, ra được cho là từng muốn chạy trốn khỏi chính đám cưới của mình, nhưng ông không đủ dũng cảm vượt qua áp lực từ gia đình. Và ông nghĩ rằng mình sẽ cố gắng thay đổi Diana để phù hợp hơn với ông. Những tưởng, thái tử Jack sẽ cố gắng để chung sống với người con gái mình đã kết hôn, nhưng mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn, bởi đơn giản là thái tử Jack và công nương Diana không phải là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Phải thử Jack từng nghĩ rằng ông ấy có thể học cách yêu Diana giống như các thế hệ trước học cách yêu nhau và họ đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tuy nhiên, cả hai đã không có sự tương thích căn bản từ tuổi tác đến tính cách. Đặc biệt, sự hỗn loạn với những biểu hiện tình cảm thất thường của Diana đã giết chết hạt mầm tình yêu giữa hai người, khiến nó chưa kịp nảy nở. Chuyên gia video Smith phân tích, Bản thân công nương Diana lúc ấy mới 19 tuổi, còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm hoàng gia và để trở thành một người vợ hoàn hảo trong mắt Thái tử Jack. Trước sự thay đổi quá chóng ngợp sau khi kết hôn và đặc biệt là sự hờ hững lạnh nhạt của Thái tử Jack đã khiến công nương Diana ngày càng trở nên hỗn loạn. Có thể thấy, cuộc hôn nhân giữa Thái tử Jack và Diana ngay từ khi chuẩn bị bắt đầu đã là một sai lầm khi cả hai chưa thực sự sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và tình cảm để bước vào cuộc đời nhau. Mặc dù vậy, công nương Diana không có được trái tim của người mình yêu nhưng bà lại khiến hàng triệu trái tim thổn thức vì những điều tuyệt vời bà đã làm khi còn sống